Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu cái loạt bài học học tiếng Hàn qua Kinh Thánh. 성경을 통해 한국어를 배운다. 성경을 통해 한국어를 배운다. Chúng ta sẽ học về học tiếng Hàn qua những cái câu Kinh Thánh. Ok. Chúng ta sẽ học sách răng trước, Johann Pugum. Chúng ta sẽ học sách răng trước, răng nhất, răng đoạn 1, câu 1 đến câu 3 nhé các bạn. Chúng ta, các bạn sẽ theo tôi và tôi sẽ đọc từ từ. Bởi vì tiếng Hàn là một cái ngôn ngữ có thể nói rằng là đã khó thì Kinh Thánh nó còn khó hơn. Tuy nhiên rằng là các bạn hãy cùng tôi học nhé. Nếu mà các bạn có một ý kiến đóng góp nào thì các bạn cứ tự nhiên các bạn có thể đóng góp với tôi để chương trình của chúng ta mỗi ngày một cái cải thiện hơn. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có cái tài liệu để chúng ta nghiên cứu và chúng ta sẽ biết cái cách dịch trong tiếng Hàn. Tiếng Hàn thì nói giao tiếp rất là dễ, nhưng mà để mà dịch Kinh Thánh thì nó không có dễ chút nào. Tôi cũng phải luôn luôn học và nghiên cứu. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn để chúng ta cùng nhau học. Và nếu mà có những cái góp ý nào, các bạn cứ tự do gửi tin nhắn cho tôi qua Facebook của tôi, đó là Daniela Hằng Nguyễn. Cảm ơn các bạn. Ok. Ý chơi. Câu thứ nhất là 태초에 말씀이 계셨다. 그 말씀은 하나님과 함께 계셨다. 그 말씀은 하나님이 섰다. 다시 chúng ta sẽ đọc lại nhé. 태초에 chúng ta đọc cái này liền nhau. 태초 이거는 chúng ta nhớ là âm chờ mà có đấy. Có cái dâu ở đây thì chúng ta sẽ đọc mạnh hơn một chút xíu so với âm chờ bình thường, đó là chờ chờ âm đúng không, âm mật gió. Thế chuế malsumi malsum malsum, chúng ta thấy có hai chữ sở, chúng ta phát âm mạnh hơn, căng hơn, đúng không ạ? Malsumi kesotta kesotta cứ malsumen hananim qua ham kế cứ malsumen hananim qua ham kế kesotta 그 말씀은 하나님이 섰다. 그래요. Chúng ta thấy có cái bản dịch là ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ đi phân tích từng từ mới nhé để học cho chúng ta biết rằng là cái câu Kinh Thánh này nó có nghĩa là như thế nào. Ok, 태초에, 태초 ban đầu, e là từ. 태초에 là từ ban đầu. Đấy, chúng ta thêm từ nữa thì nó đúng hơn, bởi vì e nó không thuộc hai từ này. E là từ hay là vào. 태초에, 태초 ban đầu, đúng không ạ? Chúng ta có từ đi à? 말씀, 씀, 말, 말씀, 말씀 thì có mối á? 말씀 ngôi lời, ngôi lời. 말씀 là ngôi lời, đúng không ạ? Ngôi lời hay còn nói cách khác là nói về Chúa Giêsu, đúng không ạ? 계시다, 계셨다, 계셨다 là xuất phát từ động từ 계시다, 계시다, 계시다. 이거 계셨으니 계시리 계시니라 cũng được. Đây cũng có một số cái hình thức khác của động từ 있다 thì chúng ta biết là gì, là 계셨다 hay là 계시다 cũng là thì là ở, cũng là hay là thì ở, giống như cái động từ 있다 của chúng ta trong tiếng Anh á. Và cái này, thằng này nó là gì, kính ngữ. 계 thì là ở, nhưng mà tại sao có chữ 시 nữa? 셨 này là gì á? Đó là từ nguyên bản từ shita. Shi là tôn kính. Tôn kính, tôn kính có nghĩa là khi nào mình dùng đối với những người ở những người trên của mình, ví dụ như đối với Chúa này hay là ông bà cha mẹ gì đó thì chúng ta sẽ sử dụng từ shi. Đúng không các bạn? Nào, tiếp theo chúng ta có từ gì đây ạ? 그 말씀은 하나님과 함께. Ở đây chúng ta có từ 하나님과 함께. Chúng ta Hananim là Chúa, Đức Chúa Trời. Hananim, Hananim, Hananim là Đức Chúa Trời. Qua hâm kế, cả cái cụm này thì có nghĩa là ở với, ở cùng. Ở đây ai ở cùng Đức Chúa Trời đây? Cứ mái xem, cứ mái xem, mái xem là ngôi lời. Ngôi lời có nghĩa là Chúa Giêsu, Ngài đã ở cùng Đức Chúa Trời, đúng không ạ? Vậy thì xem còn từ mới nào nữa không nhỉ? Rồi, chúng ta sẽ không có từ mới nào nữa ở đây đúng không ạ? Chúng ta sẽ đi từng chữ một, nếu mà có thì tôi sẽ chỉ cho. Thế chuế từ ban đầu, mái xem ý ngôi lời, mái xem chúng ta thấy ở trong ngoặc đúng không, mái xem ý ngôi lời. Kesosta là
là có ngôi lời. Chúng ta có thấy là từ này có ba nghĩa thì là ở, cho nên là chính là có ngôi lời. Khư mái xâm, khư là đứng ấy, mái xâm khư là ấy, mái xâm là lời ấy, hay là ngôi lời ấy. Khư mái xâm, chúng ta đọc liền nhau này, cả mái xâm ưn, nhưng mà chúng ta đọc là mái xâm ưn. Khư mái xâm ưn, 하나님과 함께, 하나님과 함께, với Đức Chúa Trời, 계속 ta ở. Riêng tiếng Hàn thì chúng ta sẽ dịch chủ từ trước, sau đó chúng ta sẽ dịch từ dưới lên trên. Có nghĩa là tôi sẽ cắt câu ở chỗ này. Là gì đây ạ? À? Ngôi lời thì ở cùng với lại gì? Thì ở là ở cùng với lại Đức Chúa Trời. Đó là cái cách của tiếng Hàn, nó hoàn toàn khác với tiếng Việt của mình. Tiếng Hàn thì chủ từ dịch trước, động từ, sau đó lên lộn ngược xuống dưới động từ, sau đó chúng ta mới quay từ lên. À, vậy thì sao? Khi mà ngôi lời. Ngôi lời thì làm gì đấy? Ngôi lời thì kế giật ta là 하나님 khoa hâm kế ở cùng 하나님, Đức Chúa Trời. Ok. Cứ mãi xin mình. Ngôi lời ấy, cứ là ấy, ngôi lời ấy là gì? 하나님 있었다. 있었다. Chúng ta thấy có từ, có động từ 있다. 있다 là gì đây? Cũng là, có nghĩa là thì là ở, là. Ngôi lời là gì đây? Là cũng là 하나님, cũng là Đức Chúa Trời, có nghĩa là Chúa Giêsu cũng là Đức Chúa Trời. 말씀 Chúa Giêsu, ngôi lời có nghĩa là Chúa Giêsu. 하나님이 있었다 cũng là Đức Chúa Trời. 그 말씀은 하나님이 있었다. Chúng ta thấy ita và cho thêm từ gì đây ạ? Si tín ngữ, chúng ta thay chuyển biến thành là 있었다. 있었다 là cũng là gì? Cũng là 하나님, ngôi lời cũng là Đức Chúa Trời, có nghĩa là Chúa Giêsu cũng là Đức Chúa Trời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái chương trình học Kinh Thánh tiếng Anh, học Kinh Thánh tiếng Hàn qua những câu Kinh Thánh. Chúng ta sẽ tiếp tục học những câu Kinh Thánh khác trong những đợt tới đây, cho nên là các bạn cũng hãy subscribe. Chúng ta cũng sẽ có giáo viên Hàn Quốc đến và dạy cho chúng ta nữa. Tôi sẽ hy vọng là sắp xếp được với các thầy cô giáo người Hàn Quốc để chúng ta có những cái người đọc tiếng Hàn một cách chuẩn xác hơn, những người bản ngữ hầu cho chúng ta sẽ có thể giỏi tiếng Hàn hơn, phát âm giỏi hơn để phục vụ cho vương quốc của Chúa. Cũng như nếu các bạn là người ngoại, là người chưa tin Chúa Giêsu thì chúng ta cũng hãy tin Chúa Giêsu để Chúa ban phước cho các bạn, để các bạn được sự cứu rỗi ở trên thiên đàng, các bạn được tha thứ mọi tội lỗi. Bởi vì thì chúng ta ai cũng là những người có tội. Chúa ban phước cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn.